Nước hoa Burberry Brit Rhythm for Men 100ml EDT. Đầu năm 2013, nước hoa Burberry cho ra mắt mùi hương mới dành cho nam. Đó chính là nước hoa Burberry Brit Rhythm, lấy cảm hứng từ âm nhạc và năng lượng cuồng nhiệt của đám đông và được tạo ra bởi Dominique Robien, Anne Philippot và Olivier Pope. Đây là sản phẩm được mong chờ nhất trong thời điểm đó. Thế thiết kế của chai nước hoa Burberry Brit này như thế nào? Thừa hưởng phong cách thời trang đã tạo nên thương hiệu thời trang Burberry. Burberry đã khoác lên chai nước hoa Burberry Brit Rhythm for Men một phong cách hiện đại và năng động trong thân chai hình chữ nhật. Hình chữ nhật này được một màu đen tuyền bao phủ. Phong cách của hoa văn điêu khắc trên chai cũng rất là tinh xảo, họa tiết tinh tế chỉ có riêng của hãng Burberry. Thiết kế của chai nước hoa nam Burberry được lấy từ nguồn cảm hứng chủ yếu đến từ phong cách thời trang rất là riêng biệt. Còn mùi hương của nước hoa Burberry Brit là như thế nào? Mùi hương của nước hoa nam Burberry Brit Rhythm EDT 100ml mang xu hướng lôi cuốn và tràn trề năng lượng, tựa như sức sống tự nhiên mang đến cho phái mạnh sự nam tính mạnh mẽ đầy cuốn hút. Được ví như một nguồn năng lượng vô tận, Brit Rhythm mở ra với hương thơm tươi mát và mạnh mẽ bởi sự kết hợp của mùi hương như bách xù, bạch đậu khấu, cây húng quế và cỏ đuôi ngựa. Các lớp hương sau đấy đã khéo léo làm dịu đi chính mình bằng các nốt hương trầm ấm cá tính của gia thuộc, hoắc hương, gỗ tuyết tùng và trầm hương. Burberry Brit Rhythm thuộc nhóm hương gia thuộc Leather, phong cách cá tính mạnh mẽ và trầm ấm. Hương đặc trưng: hương đầu cây húng quế, cỏ đuôi ngựa, bạch đậu khấu, quả bách xù. Hương giữa gia thuộc cây hoắc hương bồ đề. Hương cuối gỗ tuyết tùng trầm hương đậu tôn ca. Dung tích 100ml, nồng độ EDT. Còn về cảm nhận cá nhân mình về chai nước hoa Burberry Brit này như sau. Đầu tiên khi mới xịt em nước hoa Burberry Brit này ra, mình đã ngửi được một mùi hương xanh tươi mát mạnh mẽ. Với mùi hương từ cây húng quế và cỏ đuôi ngựa, được tẩm thêm gia vị từ trái bách xù và bạch đậu khấu. Sau đó làm cho lớp hương giữa trở lên quyến rũ hơn với sự hòa hợp của gia thuộc, hoắc hương, tuyết tùng và cây bồ đề. Sau đó khi mùi hương lắng dần xuống, đọng lại trên làn da, rồi nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương của trầm hương, gỗ đàn hương và đậu tôn ca rất là ấm áp. Thế còn độ lưu hương của nước hoa Burberry Brit này như thế nào? Độ lưu hương của em nước hoa Burberry Brit này được khoảng từ 5 đến 6 giờ các bạn ạ. Độ tỏa hương gần trong vòng một cánh tay. Theo mình độ tỏa hương và độ lưu hương cũng khá tốt đối với người dùng nước hoa rồi đấy các bạn ạ. Thời điểm mình khuyên các bạn dùng nước hoa Burberry Brit này như sau. Đây là một mùi hương nước hoa nam nhẹ nhàng mang cảm giác tươi trẻ, năng động và tràn đầy sức sống. Rất thích hợp cho những anh chàng trên 25 tuổi, chuộng sự chỉn chu, hiện đại nhưng vẫn không thiếu đi sự năng động. Mùi hương có phần khá là mạnh mẽ ở lớp hương đầu nhưng sẽ dịu xuống ở lớp hương giữa và cuối. Mùi hương có phần quá mạnh mẽ nếu sử dụng vào mùa nóng như xuân và hè, nên các bạn nhớ lưu ý điều này nhé. Để nước hoa Bobbi Brit này phát huy hết tác dụng thì bạn nên dùng vào ban ngày đêm của các cái mùa như mùa thu và mùa đông. Hãy sử dụng nước hoa cá tính này nếu bạn muốn thể hiện sự nhiệt tình của mình đối với cuộc sống mà không đánh mất phong cách đẹp đẽ của chính bạn. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhớ like và share video này nếu bạn cảm thấy hay.